theo dõi ngay channel PUBG Việt Nam Official bằng cách đăng ký và nhấn chuông để nhận thông tin về các sự kiện hấp dẫn trong giải đấu PUBG Esports. Relo là cái tên tiếp theo gia nhập vào cuộc bài tập ném hết ngày hôm nay. Không sao cả, đây là một cái tín hiệu rất đáng mừng khi Vitus Pro họ có được vị trí top thứ hai. Và lúc này cũng chỉ còn lại một người mà thôi. IQ 500 vừa lên tiếng với khẩu mini 14. Besto từ phía Na'Vi đang phải nằm ôm bụng. Chúng ta chờ một cái tình huống confirm kill. DA đang mất người, VP cũng vậy. Và DA công thẳng của Infantry. Đương nhiên đó là tình huống công láo mất rồi. Mất người là rõ. Mitchell là cái tên tiếp theo phải nằm xuống. Long Skurak đang có góc bắn cực kỳ là rộng rãi. Nhưng di chuyển vào khu vực nhà này, coi như DA đã bị lock lại hoàn toàn. Và Boliang nhảy lên top thứ 16 dành cho Digital Athletic và thậm chí là cả Enterfox 36 vừa rồi đã gạt đi một cái tên từ phía đó là Patrick Cross. Và rồi thì Multicircle Gaming dừng lại vị trí top thứ 15 mà thôi. Enterfox 36 đang là một team đang phong độ rất cao game thiếu này. Và thứ hai, khi mà vị trí của Lu ở đây cũng sẽ sớm phải nằm xuống mà thôi. Relo cũng đang focus vào anh chàng Lu này, trong khi đó thì E36 Sato cũng đã bị knock out và bị confirm bởi vị trí của AJ tới từ Enterfox, tới từ Africa Freak. Xong, Lu sẽ ra đi và top thứ 13 dành cho Vitus Pro cùng với một chút ít kill, một top 1 cùng chút ít kill thôi là cũng đủ để vươn lên top đầu ở xếp hạng rồi. Trong khi đó Infantry bắn vào, T1 mất người và đổi mạng đến từ cả hai bên rất nhanh gọn thôi. Ốp rồi, Snaker cũng đã trả đam sang kiếm cho mình ngã gục đến từ vị trí T1. Enterfox 36 không thể bay cao hơn nữa. Africa Freak đang lên tiếng khi Hansia là những người có đi mạng của Poor Boy với Enterfox 36. Sonic, Mim còn đó, cố gắng KS thêm con hàng từ phía T1. Na'Vi đang công vào với ba người, Nelty đang hold trên tay một quả nết và bây giờ thì Fergus trái nét tốt knock cao vị trí của Besto. Bây giờ sẽ chỉ còn lại Orin một chấm máu mà thôi, nhưng Orin vẫn knock cao được vị trí của Nelty. Bây giờ thì Orin và giờ tap nằm xuống. Esther đang giúp đỡ các thành viên của DJ Gaming trong tình huống này. Na'Vi chỉ còn lại vị trí của Sandy ở rất xa. Vậy là DJ Gaming họ sẽ có cho mình được hai kill tới từ các thành viên của Na'Vi. Phải trong cảm ơn các thành viên của Genji. Nhưng mà Senior không thể làm được gì hơn trong tình huống vừa rồi. Những cái nỗ lực vừa rồi cũng chỉ giúp các thành viên của Na'Vi dừng lại vị trí thứ 11 mà thôi. Sonic hay thậm chí là cả những cái tên còn lại đều có thể nhìn được vào đội hình của Thiên Ba. Một góc bắn ta thấy rằng là cả Sonic vừa rồi cũng đã có tình bắn vào. Nhưng quay trở lại một chút khi Meta Gaming, Ragnandino nằm lại, Hikari có mạng gục này, Africa Freak rất nỗ lực. Còn Sonic thì sao đây, quả nết bắt được hai thành viên từ phía đây chết đến từ vị trí của Mim. Đây sẽ là một tín hiệu tốt cho DXG. Và họ vẫn cần giải quyết bài toán mang tên là Thiên Ba. Bất ngờ thì Genji có cho mình cái mạng của EJ. Nhưng mà StreamG mới là người confirm và Hardwin nằm số dạo xuống Snaker. Một vòng bo không có quá nhiều những cái khu vực để back up được. Và đây cũng sẽ cần phải tính toán để di chuyển. Nhưng Thiên Ba lúc này họ đang muốn cầy kill. Và Thiên Ba nỗ lực thế nào đây, top 8 dành cho Old Gaming khi Tingle Turn là người lên tiếng. Chắc chắn là DJ Gaming mà họ biết được điều này, phát hiện ra InnoX hay chưa đây. Hãy nhìn thấy InnoX đi chắc chắn rồi. Fergus knock cao vị trí của InnoX, trong khi đó thì Delty confirm cái tên Esther. Một điểm confirm dành cho vị trí của Delty và Lunet đây đã bị đồng xuống với giọng súng của Hardwin. Cứu và Sonic công. Sonic công đây rồi và Thiên Ban chạy đi đâu đây rồi. Trong nằm rồi. Cái tên còn lại là Ruden và rồi thì cả Linh Sún nữa. Một chấm máu ít ỏi và Thiên Ban sẽ phải dừng lại vị trí sớm thôi. Nhưng không, anh ta trả đam cũng cực kỳ gắt gao. Và đây gần nếu như xuất hiện thì thật là tốt. Nhưng top 6 dành cho Thiên Ban Esports. Cơ hội đi lên nhưng Sonic cũng dừng lại ngay lập tức. Đấy cơ vẫn còn. Rất nhiều tình huống forecast vào đến từ các team, nhưng Nelty vừa nằm lại InnoX. Genji bắt đầu quay ngược sang DXG để bắn rồi. Tại sao không forecast vào Infantry nhỉ? IQ 500 cũng đang phải nằm ở bụng, trong khi đó Meta Gaming Sparking nằm xuống. Infantry vẫn đang bảo toàn được với 4 người ở khu vực này. Thật sự họ giữ vị trí quá tốt. Cuối cùng vẫn đang sinh tồn được và top 4 dành cho DXG Gaming mà thôi. Nhưng nhiều đó cũng là quá đủ rồi. Top 4 dành cho DXG, vị trí ở trên high ground thường sẽ bị focus bởi tất cả những đội tuyển còn lại. Và đó có lẽ cũng chỉ là những cái nỗ lực cuối cùng của DXG Gaming trong game thi đấu này mà thôi. Khi mà rõ ràng là Genji đang có một góc bắn tốt hơn, đồng thời đã có thể việc Infantry có một cái góc đứng gần như là quá là hoàn hảo để có thể kết thúc game thi đấu này. Infantry vẫn còn cho mình được 4 người với 8 kill, phát hiện ra vị trí của Loki rồi. Loki nằm xuống giọng xuống của Nai và bây giờ thì InnoX quyết định nằm outside play zone để chết, không quyết định được đưa điểm dành cho các thành viên Infantry. Top 1 này thì Infantry sẽ vượt lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 59 điểm. Trong khi đó các thành viên của DXG Gaming họ vẫn còn kém những vị trí thứ nhất 3 điểm thì phải. Thật sự là sau một cái game thiếu này chúng ta cũng thật sự là cũng phải nên vui mừng, bởi vì sao? Những cái đổ số điểm bây giờ nó rất sát sao, không cách nhau quá xa.